Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em sẽ tổng hợp lên sóng cho anh chị, quý vị và các bạn một mẫu xe bản đủ. Đấy, một mẫu xe Kia Morning bản Sport các bác nhá. Bản Sport thì nó có điều hòa auto, gương kính chỉnh điện này, túi khí đầy đủ luôn. La răng đúc 4 bánh các bác nhá. Đấy, sản xuất 2012 mà giá chỉ có bằng một chiếc xe máy thôi. Đấy, máy lổ còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát đây các bác nhá. Đấy, 5 chỗ ngồi đi được cả gia đình mà chỉ có hơn 100 triệu đồng. Đấy, hơn 100 triệu đồng các bác chở được cả nhà luôn. Trang bị túi khí an toàn, vô lăng quả số thì rất là đẹp luôn. Con này thì đầu đài vẫn còn nguyên bản theo xe các bác nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe. Ghế da màu đen này, ghế da màu đen trần 3D các bác nhá. Đấy, trần 3D chống nóng rồi. Đấy, keo chỉ zin và máy số zin cho các bác luôn. Đấy, đặc biệt em nói là máy số zin luôn các bác nhá. Keo chỉ zin 100% luôn. Không đâm sâu, không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp cho anh em mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng. Đấy, thay cho một chiếc xe máy các bác nhá. Máy lổ còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt. Con này thì sản xuất 2012. Đấy, các bác xem này. Đấy, tuy rằng 2012 mà đẹp như 2022 luôn. Đấy, keo chỉ zin, tất cả những cái ốc ác bản nề chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Cửa lẻo em nói thì rất là chắc chắn cho quý vị và các bạn này. 5 chỗ ngồi các bác này. Đấy, 5 chỗ ngồi rất là ok cho các bác luôn. La răng đúc này, dàn lốp xe thì mới cả dàn luôn có nhá. Đấy, tất cả phần hệ thống cua lốp này không hề mục mọt luôn. Đấy, táp ly cánh cửa các bác này. Phần táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Táp ly của em nó thì vẫn còn gai sần này, tất cả những phần hệ thống khung cánh cửa này và keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ zin luôn các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning. Vâng, một mẫu xe bản đủ của dòng Kia Morning số sàn. Đấy, số sàn form cũ các bác nhá, bản Sport này. Đấy, tất cả phần hệ thống đinh tán răng giật của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Vâng, chỉ có nhô 100 triệu đồng thôi. Đấy, hệ thống đèn phanh đấy, đã được Opilock mạ chrome. Đấy, con này thì hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá, hồ sơ cầm tay rồi. Sang tên bấm biển chỉ trong một lốt nhạc thôi. Đấy, vậy thì quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe bản đủ bản Sport này, cứ alo cho em nghĩ. Đấy, các bác xem này, tất cả phần đinh tán này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, ốc ác lắp cốp này, chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Phần keo chỉ của xe này. Đấy, những phần keo chỉ của em nó keo chỉ zin luôn các bác nhá. Đấy, đinh tán răng giật nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, keo chỉ zin 100% luôn. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không tắc xi, không dịch vụ các bác nhá, không qua đục luôn. Đấy, con này thì giá thì rất là hợp lý cho anh em. Đấy, hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, bản hatchback một đầu thì cốp của em nó nhỏ gọn thôi, nó không được rộng rãi như bản sedan các bác nhá. Kích tròng đầy đủ luôn. Sàn xe thì không có một chút mục mọt nào các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Morning, máy gầm đại chất, côn số ngọt này, alo cho em. Sau đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, các bác xem gầm bệ này. Gầm bệ của em nó thì rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, gầm bệ thì chất chắn, chắc chắn luôn, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, xinh, tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc mà giá chỉ có nhô 100 triệu đồng thôi. Đấy, để cho anh em là 128 triệu đồng. Đấy, các bác xem này, lốp dép đây. Đấy, lốp dép của xe các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn luôn. Tất cả hệ thống cua lốp không có một chút mục mọt nào các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá. Led như là số ly luôn. Những cái phần hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, phần keo chỉ của xe này. Đấy, phần keo chỉ các bác nhá, khung cánh cửa không hề mọt luôn. Ốc ác bản nề. Đấy, những cái phần cột kèo của xe. Đấy, các bác xem phần cột kèo và đinh tán các bác nhá, zin 100% luôn. Đấy, zin 100% luôn, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Morning bản Sport này, alo cho em. Đấy, mua về che mưa che nắng, tập đi tập lái rất là ok luôn. Ốc ác bản nề cánh cửa các bác này. Đó, chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Phần khung cánh cửa các bác nhá, cái phần keo chỉ của xe này. Đấy, tất cả keo chỉ của xe, keo chỉ zin luôn, zin 100% luôn các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, đặc biệt em nó máy số vẫn zin. Đấy, 2012 mà cứ ngỡ như là 2022 luôn. Điều hòa auto các bác nhá,
Đấy, quạt số vô lăng phải nói là rất là đẹp luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm cái mẫu xe đấy, mua về che mưa che nắng này, đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện, đăng kiểm em nó còn đến tháng 9 năm 2024. Đấy, đến tháng 9 năm 2024 luôn quá nhé. Đấy, anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mạnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Morning bản đủ bản sở bóp này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe bản đủ, vâng, đời 2012 mà giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Phần bô lăng của em nó này. Đấy, bô lăng này, bô lăng 4 chấu, bô lăng kép các nhá, túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác này. Đấy, mặt đồng hồ các bác này. Đấy, không báo lỗi gì các bác nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Xi nhan báo rẽ này. Đó. Phun nước gạt mưa các bác này. Đó. Phần kính lên xuống này. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đây có cả hộp đựng kính các bác này. Đấy, phần chắn nắng này, gương trang điểm này. Đấy, gương chiếu hậu. Đấy. Phần hệ thống đèn trần các bác nhá. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Đấy, mẫu xe phải nói là rất là tươi. Điều hòa auto các bác này. Đấy, điều hòa auto các bác nhá. Đấy, mẫu xe phải nói rất là chất lượng cho các bác luôn. Mà giá chỉ có nhô 100 triệu thôi. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác này. Đấy, chỉnh điện các bác nhá. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, anh chị quý vị và các bạn nào mà cần tìm cái mẫu xe Kia Morning này. Đấy. Alo cho em các bác nhá. Đó. Đấy. Phần táp lô của xe này thì đã được trang bị thảm trải táp lô bằng da rồi. Đấy, thảm trải táp lô bằng da này các bác nhá. Máy lỗ còi kêu này. Đấy. Điều hòa mát, côn số ngọt. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo cái mẫu xe Kia Morning. Đấy. Giá tiền xe máy các bác nhá. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu một chút thôi. Và các bác đã sở hữu một mẫu xe phải nói là rất là chất lượng luôn. Đấy, rất là chất lượng cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đấy, em sẽ đi vào phần khoang máy cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe này. Dạ vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Morning, một mẫu xe bản sport. Đấy, bản sport xịn luôn các bác nhé. Đấy, mẫu xe phải nói là rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đặc biệt máy em nó vẫn còn zin luôn. Đấy, máy zin, keo chỉ zin cả xe. Hệ thống u giảm sóc. Đấy, hệ thống định tán đang dần. Đấy, nguyên tai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, các bác xem và cảm nhận này, con này thì phải nói rất là chất lượng cho anh em. Mà giá chỉ có 128 triệu đồng, có bao hồ sơ về cho anh em, hỗ trợ sang tên bấm biển và chính tên chủ của các bác nhé. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn là cần tìm cái mẫu xe mua về che mưa che nắng, tập đi tập lái, chở con chở cháu đi học, đấy, đi được cả gia đình mà chỉ có 128 triệu đồng, chỉ bằng một chiếc xe máy SH nhập thôi. Đấy, mà mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu, máy lỗ còi kêu, bốn máy quay đều, keo chỉ zin cho anh chị quý vị và các bạn nhé, keo chỉ zin luôn, các lỗ tròn không hề có một chút móp méo nào. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm cái mẫu xe này, đấy, mua về sử dụng gia đình thì rất là yên tâm luôn. Máy móc thì rất là chất lượng cho các bác này. Đấy, động cơ 4 máy, máy chỉ với 1.1 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ với 5 lít xăng các bác nhé. Chỉ có 5 lít xăng trên 100 cây số mà đi được cả gia đình. Đấy, đây các bác xem này, hệ thống mặt tảng ga lăng, mặt đèn pha này. Đấy, đèn quả xoài các bác nhé, đèn quả xoài này. Đấy, đang có tại bãi xe ô tô Phú Hải Phòng các bác nhé. Đấy, con này thì vừa mới cập bến xong các bác nhé. Đấy, hàng nóng hổi cho anh chị quý vị và các bạn luôn. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà cần tìm cái mẫu xe này, đấy, còn chần chờ gì nữa cứ alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.